Xin chào. Hai, buổi sáng thật là thoải mái và yên lành làm sao đâu. Hả, mà bữa nay thấy ở đâu có cái laptop mà chị xài hoài đã vậy vậy chị B? À, chị mượn của một người bạn đó bé Út ơi. Úi chà, vậy là chị có bạn trai rồi hả? Mới cho chị mượn laptop đúng Không phải đâu, chỉ là bạn thôi mà. không? Bạn gì chứ? Chị không thích thì thôi nha. Chị mà thả thính như vậy, mai mốt có người thả thính lại chị đừng có khóc qua nha. Ha, em nói trước rồi đó. Ôi trời ơi, em khéo lo quá à. Mà chị coi cái gì vậy? Cho em coi với được không? Xem đi nè, chị đang coi cái gì? Chị thích bài Em Gái Mưa quá à. Vậy là em hiểu luôn rồi, chị chuẩn bị trở thành một em gái mưa thứ hai đúng không? Các bạn có nghĩ giống như bé Út không? Hai, chị Bi tự dưng cũng mượn laptop rồi bây giờ cũng ngồi đó xem đồ, rồi bây giờ lại thích em gái mưa nên nè. Nói gì vậy hả? Hay, tào lao như mấy người chơi gấp sao? Chị làm sao mà em gái mưa được em gái nắng, nhớ chưa? Em gái nắng màu hồng mới là chị đó. Không chịu đâu, không chịu đâu, có như vậy thôi mà chị đánh em sắp mặt luôn, chị coi được không? Chị còn nói tào lao như người gấp sao. Trời ơi, người ta chơi gấp sao vui như vậy mà chị nói là tào lao như người chơi gấp sao. À, chị sẽ trở thành em gái mưa. Và các bạn tin không, lời của mình nói chơi thôi nhưng mà đã thành sự thật. Sau đó thì chị Chibi của mình đã trở thành một em gái mưa. Và trở thành như thế nào? Xin mời các bạn cùng xem tiếp nha. Và như các bạn vẫn thấy, ngày ngày chị ấy vẫn mượn laptop của người ta không hề ngại ngần. Và xem như là chuyện hết sức là bình thường. Ngày ngày vẫn ngồi đây uống cà phê và xem Em Gái Mưa. Bỗng một hôm, Mưa trôi cả bầu trời nắng, trượt theo những nơi buồn. Xin chào chị Bi. Ồ, em đi học sớm như vậy. Cái ghế này có ai ngồi không em? Cho chị mượn ngồi chung với em có được không? Dạ, chị cứ ngồi đi chị ơi. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ, không có chê, chị Lily dễ thương quá. Bữa nay chị đi đâu mà có một mình vậy hả chị Lily? À không, chị đi chung với một người bạn nữa em. Chị chỉ ngồi đây chờ một chút xíu thôi, bạn chị đến là chị đi liền, không làm phiền em nha chị Bi. Dạ không sao đâu chị à. À, chị đang tập hát bài Em Gái Mưa, em không làm phiền nếu chị ngồi đây tập hát được không? Ôi trời ơi, em cũng thích bài Em Gái Mưa lắm, chị hát đi, chị hát đi. OT em. Mưa trôi cả bầu trời nắng, trượt theo những nỗi buồn. Thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn. Tình cảm dầm mưa thấm lâu, em nào ngờ. Wow, Lily đã đến rồi hả? Nãy giờ ngồi đây hát luôn chứ. Lily công nhận hát hay thật. Còn đây là ai đây? Xin chào em bé áo hồng thật là xinh đẹp. Xin chào em, cô bé xinh đẹp. Em là em của chị Lily à. Chị có anh có thể làm quen với em không? Vậy là em gái mưa đã xuất hiện rồi đó các e các bạn ơi. Bạn thấy không? Chibi dòm từ ánh mắt đầu tiên là đã thấy thích cái anh này rồi. Nhưng mà không biết có phải là em gái mưa hay không, hay là bạn đã chỉ mới cảm một chút xíu thôi. Các bạn xem tiếp nha. À, Chibi ơi, xin lỗi em nha. Bây giờ bạn của chị đã đến rồi. À, thôi chị và bạn của chị đi học tiếp đi nha. Còn em ở lại đây à, cứ giải trí tự nhiên nha. Chúc em một buổi chiều thật là vui, vui vui nha Chibi. Dạ, cảm ơn chị. Chúc chị và anh đi chơi vui vẻ nha. Thôi mình đi. Hẹn gặp lại em một ngày nào đó nha bé xinh đẹp. Chị đi, anh đi đây. Trời ơi, đã người ta sợ làm em gái mưa rồi mà bây giờ còn gặp anh đẹp trai này nữa. Chẳng lẽ đây là định mệnh rồi sao?
Và tiếp theo đó câu chuyện cứ như thế tiếp tục. Bữa nay không ai chở mình về hết ta. Ba với mẹ sẽ đi đâu mà giờ này chưa tới rước mình nữa chứ. Người ta đi về hết rồi nè, sân trường vắng tanh luôn rồi. Wow, chị Bi sao giờ này mà chưa ai rước em về à? Hay là để anh chở em về nha? Yeah, được về rồi. Anh thật là tốt bụng quá đi. Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào? Laptop của em bị hư hả? Để anh coi, anh sửa cho nha. Được rồi đó Chibi, em coi lại đi. Cảm ơn anh nha, anh thật là tốt với em quá đi. Đâu có gì đâu, mai mốt có gì khó khăn mà không ai giúp đỡ thì cứ nhờ anh nha. Không có chuyện gì đâu, mấy cái chuyện cỏn con này đó mà. Thôi anh đi đi nha. Và câu chuyện vẫn tiếp tục cho đến khi... Ôi trời ơi, sao mà hôm nay mình cảm thấy mệt mỏi quá. Tự nhiên cái xe này nó hư giữa đường. Ôi, gặp có chuyện buồn nữa, mình nằm đây luôn. Ủa, anh ơi, sao anh lại nằm đây vậy? Anh có bị sao không? Anh mệt hả? Có cần em giúp gì không? Ôi trời ơi, sao lại gặp em ở đây? Anh cũng đang buồn, muốn kiếm người tâm sự. Hay là em ngồi để chơi với anh nha? Dạ, vậy cũng được, nhưng mà chắc anh nằm đây lâu rồi khát nước. Để em đi lấy nước cho hai anh em mình uống nha. Cũng được, em thật là tốt, cảm ơn em. Nước đã đến rồi nè anh ơi. Hay là mình đừng đi đâu hết, anh không còn tâm trạng đi đâu hết. Em cứ nằm đây chơi với anh, nói chuyện một chút là được rồi. Nằm trên thảm cỏ của sân trường luôn. Ôi, nằm như vậy có bị lao không anh? Anh cũng không biết nữa, nhưng mà bây giờ anh là biến đi đâu quá rồi. Ok, vậy cũng được, mình thử một lần xem sao nha. Nhưng mà mình phải nhanh nhanh, không thôi bắt bảo vệ bắt á anh ơi. Anh cũng nghĩ vậy. Uống một miếng nước vô nghe, trong người nó mát mẻ hẳn lên, cảm ơn em. Dạ, không có gì đâu anh. Đó là lý do vì sao mà nước ngọt bán chạy đó anh. Không ngờ em nói chuyện mắc cười như vậy đó. Mỗi lần nói chuyện với anh em cũng thật vui. Anh cũng vậy luôn. Trời ơi, đúng là hai anh em mình cũng hợp nhau ghê. Rất là vui. Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào? Rồi là người đến vô tận, trái sao được sự tàn nhẫn. Anh chót vô tình thương em như là em gái. Và thật ra thì anh thích chị Lily lâu lắm rồi. Nhưng mà chị đó thì nói là phải tập trung cho việc học, cho nên là anh cũng không có dám nói gì hết. Còn em thì sao? Anh cảm thấy em với anh có hợp với nhau không? Em biết không, em rất là giống em gái mưa rồi đó. Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu đâu em à. Anh chỉ xem em như là em gái nhỏ thôi nha. Anh xin lỗi nếu như mà anh đã có làm những điều gì đó cho em hiểu lầm nha. Anh chỉ muốn tốt với em thôi, em còn nhỏ lắm, hãy tập trung vào việc học nha em. Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh. Càng xa lạnh, càng trong vắng tìm cơ đầu và nhớ lắm. Đành phải buông hết tất cả thôi. Nụ cười mỉm sau bờ môi ấm áp dịu dàng bên anh. Em đã bao lần yên giấc nhìn trên cao khoảng trời yêu mà anh lỡ dành cho em. Giờ mây đen quyện thành bao dòng đàn dần kéo đưa đến.
Trời nên há hốc đang đợi mưa, dân sống em ngày xưa, mưa trôi để lại ngây thơ, trong giấc mơ buốt lại. Thì ra anh chỉ coi em là em gái mưa thôi chứ gì. Thôi em đi về đây. Ủa chà ơi, chẳng lẽ em gái mưa thật à? Như vậy anh là anh thầy giáo trong phim đó ư? Anh không muốn như vậy đâu. Em đừng khóc nha. Đừng làm em gái mưa buồn lắm em. Anh đừng lo lắng cho em. Chúng mình gặp nhau chưa hề có trời mưa bao giờ hết, cho nên anh đừng lo lắng cho em. Em không sao đâu, em đi đây. Chào anh, nếu có mưa thì em cũng đã có cây dù rồi. Anh đừng lo cho em là em gái dù, không phải là em gái mưa. Nhìn trên cao, khoảng trời yêu mà ta đã dành cho nhau. La la la, la la la, la la la, la la la. Trời non hát đang đợi mơ, dân giống em ngày xưa, mơ trôi để lại ngây thơ, trong giấc mơ buốt lạnh. Đừng buồn nữa nha chị nha. Em đã nói rồi, đừng có mượn laptop của người ta nữa, trả cho người ta đi, nếu không được trở thành em gái mưa. Chị đã nói chị không phải là em gái mưa mà, chị là em gái dù. Em thấy không, đi đâu chị cũng có một cây dù, chị là em gái dù. Chị đúng là cái đồ cố chấp mà. Ngày mai chị sẽ đem trả laptop cho người ta, chị sẽ không thả thính nữa. Nếu không thích ai, chắc là từ đây chị sẽ không dám nói chuyện luôn. Đúng rồi, không thích người ta thì đừng có chọc ghẹo người ta. Mất công mình bị mang quả. Nói vậy thôi nhưng thật ra là chị buồn lắm đó bé Út ơi. Anh ta chỉ xem chị là em gái thôi. Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Và anh mới nói với em rằng chúng ta là thế nào, rồi là người đến vô tận. Thôi thôi đi chị ơi. Trời ơi chị buồn chị hát nghe kinh khủng quá, em chịu không nổi. Đến em bây giờ cũng cười chị nữa. Chị buồn thì chị hát một chút xíu, chị hát dở như vậy nhưng mà chị buồn mà. Hát dở cũng là một cái tội chị biết không? Em biết chắc chắn luôn, anh đó nghe chị hát bài Em Gái Mưa xong anh đó không thích chị luôn đúng không? À, sao em biết hay vậy? Lúc hai người đang nằm chơi tâm sự, chị hát bài Em Gái Mưa xong anh đó bỏ về luôn. À, vậy thì đúng quá rồi. Do giọng hát của chị quá tệ cho nên là anh đó bỏ chị luôn là đúng rồi. Rút kinh nghiệm lần sau, hát dở thì đừng có hát nha. Nhưng yêu âm nhạc chẳng lẽ là một cái tội sao? Chị yêu âm nhạc mà, phải cho chị hát chứ. Được rồi, nhưng chị chỉ hát cho em nghe thôi. Chị hát cho cái người mà người ta mới nghe lần đầu, người ta sẽ sợ chị luôn đó. Ôi, tội nghiệp chị của tôi quá, dù gì cũng rất là đáng thương. Nhưng mà em nhớ ra câu này rồi. Các bạn ơi, buồn gì rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào. Ai, thật ra rồi chị cũng sẽ hết buồn thôi. Chỉ có em, buồn ngủ là nó không bao giờ tha em buồn ngủ quá rồi. Các em ơi, như vậy là chị đóng lại cái bộ phim Em Gái Mưa. Như vậy là đến đây là đã kết thúc rồi. Có thể là chị hát sẽ không hay, có thể là câu chuyện cũng không có gì mới mẻ và cũng không có gì đặc sắc lắm. Tuy nhiên đó là một cái phần quà nhỏ cuối tuần này chị muốn dành tặng cho các em. Hy vọng rằng với những cái khung cảnh dễ thương như thế này, với hình ảnh của búp bê rất là đáng yêu, lung linh, với dù xinh áo hồng đồ ha. Và nội dung á, tuy là không hay lắm nhưng mà chị nghĩ nó cũng hơi vui vui với cái câu cuối cùng mà bé Út nói là buồn gì rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào. Khi mà chúng ta mới lớn lên thì những cái chuyện tình nhỏ nhỏ giống như là Em Gái Mưa này á, nó sẽ có rất là nhiều luôn, nhưng đó chỉ là tưởng tượng thôi. Thật ra thì còn nhỏ mình chưa có biết yêu đâu nha mấy em. Mình chỉ tưởng tượng và mình cảm giác là mình thích ai đó dữ lắm,
Nhưng mà thật ra chưa đâu, mình chưa biết yêu đâu. Mình chỉ mới thích thích một chút xíu và khi không được thì mình thấy buồn. Và bé Út đã nói rất là chính xác luôn nha. Buồn gì rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào. Ơi, chị tôi còn nhỏ lắm, chưa biết yêu đâu. Buồn một chút xíu thôi, ngày mai lại vui cho coi. Hôm nay trời nắng đẹp rồi, mình lại đi ăn chè và đi shopping và đi đọc sách và đi chơi với đám bạn thôi. La la la. Thấy chưa, Út nói là không sai mà, đúng là em gái dù. Và video đến đây là kết thúc rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Các bạn có thể bình luận về nội dung của em gái này như thế nào nha, xem em gái này là đã biết yêu thích gì chưa. Còn các bạn nữa thì các bạn đã có biết thích ai chưa? Chắc là cũng hơi thích thích một chút thôi, nhưng chưa phải là tình yêu đâu nha. Chúc các bạn học tập thật là tốt và đạt được nhiều kết quả tốt trong học tập. Còn chuyện tình cảm thì chỉ là một chút xíu thôi, mình ngủ một giấc dậy là sẽ quên. Nếu như các bạn nào mà dính vô anh trai như thế thì đừng quan tâm, hãy giống như chị Chibi của mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.